Thủ tướng, các tỉnh đã công bố dịch dừng tất cả lễ hội, quyết định cho học sinh nghỉ học. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành công điện số 156 CDTTG về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Trong đó nêu rõ hạn chế tập trung đông người, các tỉnh đã công bố dịch dừng tất cả các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc, quyết định cho học sinh nghỉ học. Trong công điện gửi Bộ Y tế, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Lao động Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ. Theo thông tin cập nhật đến sáng ngày 2 tháng 2 năm 2020, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV gây ra đã xuất hiện tại 27 quốc gia và vùng lãnh thổ làm 305 người chết, trong đó đã có người đầu tiên chết ngoài Trung Quốc là Philippines, hơn 14.500 người nhiễm, trong đó có 2.000 người nguy kịch, trên 43.000 người đang được theo dõi. Tại Việt Nam đã có 7 người mắc, trong đó có 4 người Việt Nam. Để tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: 1. Bộ Ngoại giao chủ động có văn bản trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng của Trung Quốc về các chủ trương biện pháp phòng chống dịch bệnh của Việt Nam để tạo sự đồng thuận, chia sẻ và phối hợp phòng chống dịch. Thống nhất với phía Trung Quốc về việc đưa công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước theo các cửa khẩu quốc tế là Hữu Nghị của tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai của tỉnh Lào Cai, Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh, Tây Trang của tỉnh Điện Biên và Thanh Thủy của tỉnh Hà Giang theo đề nghị của Bộ Quốc phòng. Chủ trì phối hợp với các bộ Quốc phòng, Công an tạo điều kiện thuận lợi để công dân Trung Quốc về nước 2. Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các bộ, các tỉnh có cửa khẩu biên giới quản lý nghiêm ngặt việc xuất nhập cảnh đi lại qua các cửa khẩu. Chủ trì phối hợp với các bộ Y tế, Công an, Ngoại giao, Ủy ban nhân dân các tỉnh có cửa khẩu đường bộ, hàng không tiếp nhận người Việt Nam về nước từ vùng có dịch, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, nơi tiếp nhận, ăn nghỉ để đón công dân Việt Nam về nước và cách ly tập trung 14 ngày, quản lý chặt chẽ theo quy định. Chỉ đạo bộ đội biên phòng phối hợp với lực lượng địa phương vùng biên giới, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở. 3. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan tổ chức thực hiện biện pháp cách ly y tế 14 ngày đối với công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc, trường hợp nghi ngờ phải thực hiện ngay xét nghiệm sàng lọc và điều trị kịp thời khi phát hiện bệnh nhân nhiễm bệnh trên tinh thần 4 tại chỗ đẩy mạnh việc tập huấn, chuyên môn, phòng chống dịch cho các địa phương, đảm bảo xử lý tại chỗ, hạn chế lây nhiễm chéo, chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan và các địa phương kiểm tra phương tiện, trang thiết bị, vật tư, thuốc, phục vụ phòng chống dịch, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ. 4. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ, địa phương liên quan, giả soát số lao động Việt Nam làm việc ở Trung Quốc và thông báo cho các bộ, Ngoại giao, quốc phòng, công an, y tế, các địa phương liên quan để phối hợp chuẩn bị phương án phù hợp trong trường hợp cần tiếp nhận về nước. Hướng dẫn địa phương và doanh nghiệp liên quan có sử dụng lao động Trung Quốc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường kiểm tra việc thực hiện dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc và giảm hẳn quy mô các lễ hội tại các địa phương. Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh đã công bố dịch triệt để thực hiện việc dừng tất cả lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc. 6. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể việc cho học sinh nghỉ học, đặc biệt đối với học sinh dưới 12 tuổi tại các tỉnh đã công bố dịch, chỉ đạo áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, sử dụng chất sát khuẩn, khử trùng trường lớp học. 7. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo việc không để người Việt Nam di chuyển đến vùng có dịch của Trung Quốc, tạo điều kiện đưa người Trung Quốc rời khỏi Việt Nam và đưa người Việt Nam từ các vùng có dịch của Trung Quốc về nước. Khi đưa người Việt Nam về nước, thông báo cho Bộ Y tế và cơ quan liên quan để thực hiện việc cách ly y tế theo đúng quy định. Chủ trì phối hợp với các bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an bố trí đón người Việt Nam từ Trung Quốc về nước qua sân bay quốc tế Vân Đồn của Quảng Ninh và một số sân bay khác tại miền Trung, miền Nam, trừ các sân bay quốc tế. Chủ trì phối hợp với các bộ, ngoại giao, quốc phòng, công an và cơ quan liên quan có phương án xử lý phù hợp phòng chống dịch bệnh đối với hoạt động vận tải đường sắt với Trung Quốc tương tự như đối với hoạt động vận tải đường bộ, đường hàng không. 8. Các bộ, công an, công thương, tài chính, thông tin và truyền thông, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng tăng giá khẩu trang, vật tư y tế, phục vụ phòng chống dịch, đưa tin thất thiệt về dịch bệnh, kể cả khởi tố điều tra xử lý theo quy định pháp luật hình sự. 9. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan đề xuất bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 10. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo yêu cầu nhân dân đeo khẩu trang phù hợp tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, tăng cường tiêu độc khử trùng tại các địa điểm tập trung đông người, nhất là trường học, chợ, siêu thị, bến xe, nhà ga, khu nhà trung cư cao tầng. Hạn chế việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người tham gia, trừ các trường hợp thực sự cần thiết và để phục vụ phòng chống dịch. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 11. Ủy ban nhân dân các tỉnh đã công bố dịch Tổ chức thực hiện ngay đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quyết định 173 quy đề TTG ngày 1 tháng 2 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về công bố dịch. Hạn chế việc tập trung đông người, thực hiện nghiêm việc dừng tổ chức các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc, quyết định cho học sinh nghỉ học. Cũng trong ngày 2 tháng 2, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 716 VPCP KGVX gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo cho phép học sinh sinh viên nghỉ học phòng chống dịch nCoV. Công văn nêu rõ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế khẩn trương hướng dẫn các địa phương về việc cho trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non và học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tạm nghỉ học. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nóng Thành phố Hồ Chí Minh cho học sinh tất cả các cấp được nghỉ học một tuần để phòng dịch corona. Thưa quý vị, thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có nội dung thực hiện chỉ thị 06 trên CTTTG ngày 31 tháng 1 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 365 ngày 1 tháng 2 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra căn cứ kế hoạch số 362 ngày 1 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về ứng phó của thành phố Hồ Chí Minh với dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo học sinh, sinh viên, học viên các cấp học bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ học từ ngày 3 tháng 2 năm 2020 đến hết ngày 9 tháng 2 năm 2020. Theo số liệu cập nhật đến 10 giờ sáng ngày 2 tháng 2, từ Bộ Y tế, thế giới hiện có 14.555 người mắc và 305 trường hợp tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Hiện dịch bệnh đã bùng phát tại toàn bộ 31 tỉnh và vùng tự trị ở Trung Quốc, cũng như ghi nhận trường hợp mắc tại 27 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Trạng sáng hôm ngày 31 tháng 1 theo giờ Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Ngày 1 tháng 2, Thủ Tư tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra địa điểm và quy mô xảy ra dịch tại tỉnh khánh hòa vĩnh phúc và thanh hóa đã có 6 trường hợp mắc bệnh nguyên nhân được xác định là do chủng mới của virus corona gây ra tính chất mức độ nguy hiểm của dịch bệnh truyền nhiễm nhóm a nguy cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu trong chiều ngày 31 tháng 1, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn hỏa tốc gửi các cơ sở giáo dục và đào tạo, các học viện, viện, các trường đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc bộ về việc hướng dẫn phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trong trường học. Trong công văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, căn cứ về tình hình thực tế dịch bệnh, các cơ sở giáo dục và đào tạo các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm chủ động phối hợp với ngành y tế tại địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trong trường hợp cần thiết, giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm xem xét quyết định cho học sinh sinh viên tạm thời nghỉ học và có kế hoạch học bù để đảm bảo chương trình giáo dục. Tuyên truyền cho trẻ em, học sinh sinh viên giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về dịch bệnh và các biện pháp phòng bệnh, cách thức tự theo dõi sức khỏe, khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, đeo khẩu trang khi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có biểu hiện sốt ho, khuyến khích đeo khẩu trang khi đến trường và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Trường cho con nghỉ học tránh dịch corona, cha mẹ làm loạn ký đơn đòi lấy lại học phí những ngày không đến lớp. Việc tạm dừng hoạt động của các trường học do Hồng Kông thực hiện trong tháng 2 được xem là một trong những nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus corona tại đây. Những tưởng điều này hoàn toàn hợp lý nhằm bảo vệ sức khỏe cho các học sinh, thế nhưng đã dẫn đến sự bất mãn trong một số phụ huynh. Cụ thể, nhiều người đã bày tỏ sự tức giận về việc con của họ không đi học nhưng vẫn phải trả tiền học phí. Ngay sau đó, một đơn kiến nghị trực tuyến đã được lập ra vào ngày 30 tháng 1, yêu cầu phải thanh toán hóa đơn học phí trong thời gian nghỉ chống dịch corona. Đến khoảng tối cùng ngày, đã có hơn 11.330 chữ ký được thu thập. Trước tình hình đó, Giám đốc điều hành Carrier Lamchang Juget Go đã công bố một loạt các biện pháp chống virus corona mới, bao gồm cả việc tạm dừng hoạt động các trường mẫu giáo, trường tiểu học và trung học, tập trung trở lại sớm nhất vào ngày 1 tháng 3. Việc các trường học có thể mở cửa trở lại sau đó hay không sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh vào thời điểm đó, sự chuẩn bị của trường học và sự sẵn có của các nguồn cung cấp chống dịch như mặt nạ. Vị lãnh đạo thành phố này cho biết thêm. Về bản kiến nghị nói trên, nó bắt nguồn từ hai người tự xưng là phụ huynh học sinh mẫu giáo tại địa phương. Họ cũng bày tỏ sự ủng hộ cho việc nghỉ học kéo dài một tháng để giảm nguy cơ lây nhiễm chéo cho học sinh. Các bậc phụ huynh hiểu trường học cần phải trả chi phí để duy trì hoạt động, nhưng nói thêm rằng các bậc phụ huynh cũng đang gặp tình trạng rắc rối. Họ kêu gọi giảm bớt áp lực tài chính cho phụ huynh nhằm tránh xung đột giữa phụ huynh và nhà trường và xem xét một quy trình chuẩn để bồi thường cho phụ huynh về những mất mát của họ trong các vụ nghỉ học kéo dài trong tương lai. Rachel Tong Chung Ye, phát ngôn viên của Hội cha mẹ học sinh Hồng Kông cho biết, cô đã ký đơn thỉnh nguyện đòi trách nhiệm trả lại số tiền nói trên. Tòng cho biết, với tư cách là một phụ huynh học sinh trung học tư thục, cô đã phải trả học phí là 18.000 đô la Hồng Kông, tức là khoảng 2.317 đô la Mỹ, khoảng 53,7 triệu đồng một tháng. Bên cạnh đó, phụ huynh ở trường công và trường trực thuộc cũng phải trả phí khá đắt, nhiều người vẫn phải trả tiền ăn, xe buýt và các chi phí linh tinh khác cho tháng nghỉ học này. Trong khi đó, ông Yip Ken Yuen, người đại diện cho ngành giáo dục đã kêu gọi thư ký tài chính nới lỏng các chuỗi ví trong ngân sách sắp tới để hoàn trả cho phụ huynh học phí tháng 2. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định rằng việc nghỉ học do một sự kiện đặc biệt, vì vậy mỗi khoản bồi thường cho các trường hợp là khác nhau. Ngành giáo dục tại đây cho biết sẽ gặp báo chí vào tuần tới để đưa ra câu trả lời về quyết định cho học sinh nghỉ học, bao gồm cả các hậu quả có thể ảnh hưởng đến các kỳ thi vào tháng 3.